Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân mến này. Ngày hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2023 này. Em Hồng lại đang có mặt tại cơ sở 2 là đường tránh thành phố Cầu Sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Thì tại cơ sở 2, nhân vật chính của buổi review ngày hôm nay vẫn là một tấm chiếu gỗ hương. Và tấm hương ngày hôm nay thì rất là đặc biệt. Thì em xin giới thiệu đến toàn thể các bác, trước mặt em là một tấm chiếu gỗ hương có kích thước như sau, chiều dài là 3m98, 3m98 là gần 4m các bác ạ. Nó rất là dài, nó dài gần 4m này thì ngồi 3-4 mâm thì rất là thoải mái luôn. Và chiều rộng, điểm rộng nhất là 2m2 và điểm nhỏ nhất là 2m, có độ dày là 20cm. Tấm chiếu này thì lên lót rất là kỹ rồi, em phải nhanh chóng khẩn trương review ngay. Một tấm chiếu gỗ hương này, không tí tì vết, đẹp chuẩn nét hai mặt cho toàn thể các bác. Với cái nét đẹp phe bìa tự nhiên các bác nhá, phe bìa tự nhiên này. Hàng gỗ nàng 2 chuẩn đét, một tấm sa tâm. Chuẩn là một tấm hàng cật sa tâm, rất rất là sa tâm các bác ạ. Tấm này thì riêng tấm này thì chuẩn nét hai mặt. Chuẩn nét hai mặt luôn, các bác có thể sử dụng mặt nào cũng được. Nếu mà nó đã nét hai mặt thì nhà em cho mặt to lên trên để các bác sử dụng được cái diện rộng hơn. Còn bác nào mà thích chơi cái kiểu phe vát đấy, mình phe vát ấy, nếu mà muốn kê cái kiểu phe vát vát xuống thì các bác có thể sử dụng mặt nhỏ. Riêng những cái mặt hàng này, bất cứ mặt hàng nào đưa ra thị trường nhà em đều làm chuẩn nét hai mặt đấy, làm lót kỹ hai mặt cho các bác, nên là các bác có thể lựa chọn phù hợp với không gian và sở thích của mình để các bác ưng mặt nào các bác sử dụng cho em. Với tấm chiếu mặt không tí thì vết này, nhìn đầu gỗ là thấy thích rồi đúng không ạ các bác? Đấy. Nhìn qua cái đầu gỗ là mình cảm thấy là rất là thích luôn rồi. Chưa nói là nhìn lên mặt tiền. Mặt tiền thì vân veo, thì riêng dòng hương ấy, dòng hương gốc đỏ nhập khẩu Nam Phi thì riêng cái dòng hương này thì các bác chỉ nhìn chất thôi. Và xem hàng này thì nó là một tấm sa tâm không ôm ruột ôm tim mà cũng không nứt nát một chút nào. Đấy, là một tấm hàng rất là nét. Ngoài chiếu nguyên tấm ra thì bên em có bán những các cái mặt hàng sau và có nhận đặt hàng theo yêu cầu các bác nhá. Mặt bàn tròn này, mặt bàn dài này, có đầy đủ các bác ạ. Mặt bàn tròn, mặt bàn dài và lục bình này, chiếu hai tấm này. Và đây là những cái đôi chân bàn các bác nhá. Đây là những đôi chân bàn này. Và đằng kia là đôi đà nguyên khối, kê ngựa, kê chiếu phản. Có lục bình, có rất nhiều lục bình, có đầy đủ kích cỡ. Và hàng nhà em với những cái tấm dài thì bên em có đang dựng phơi trước phía trước đây ạ. Các bác có thể nhìn thấy nhá. Gỗ nhà em với cái độ dày 20cm mà dựng phơi ở cái thời tiết nắng nóng hanh khô là các bác biết là cái chất lượng cũng như là cái khâu sản xuất bên em rất là kỹ càng để đảm bảo chất lượng sử dụng cho toàn thể các bác. Nên là ngày hôm nay đầu tháng, bác nào hữu duyên ủng hộ công ty đấy, bác nào hữu duyên này ủng hộ công ty với những cái mặt hàng em đang review này, hoặc là những cái mặt hàng các bác có thể đặt hàng trực tiếp vào ngày hôm nay thì giá thành cực kỳ là ưu đãi cho toàn thể các bác luôn đấy. Nhận hàng bán lấy may, không lấy lời lãi đâu ạ. Nên là đầu tháng bác nào hữu duyên thì nhanh tay liên hệ đến Hoàng Anh Tiến theo các số hotline sau: 0977999000 hoặc 0931392777. Phản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.